Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và lời nói đầu tiên trước khi vào video thì Quang xin cảm ơn đến tất cả các bạn khách hàng đã ủng hộ Quang trong thời gian vừa qua là nói riêng và ủng hộ cửa hàng Yamaha Sài Gòn 1 nói chung. Thông tin cửa hàng Quang sẽ để dưới phần mô tả nha. Và nhân dịp đầu năm mới, Quang xin chúc các bạn sẽ có một cái năm mới vạn sự như ý nè, đạt được nhiều thành công và tất nhiên là phải có nhiều sức khỏe nha, để chúng ta mới kiếm được nhiều tiền nè. Và một cái năm vừa rồi thì kinh tế hơi khó khăn, mong một cái năm mới sẽ phát triển kinh tế nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Và cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem, đang xem và sẽ xem kênh của mình. Mình biết là những cái lời chúc thời điểm này có vẻ nó hơi sớm nha, đúng không? Mới có 20 mấy âm lịch thôi, nhưng mà như các bạn cũng biết á, là mỗi một tháng á, Quang chỉ làm video báo giá xe tổng hợp Exciter chỉ có một lần duy nhất à. Một tháng Quang chỉ làm một video, cho nên là sẽ có những bạn xem những cái video này vào những mùng âm lịch, những mùng Tết Nguyên Đán nha. Thì biết đâu vô tình mùng 3 mới xem video này thì chúng ta cũng sẽ rất là phù hợp luôn. Và các bạn đang xem những cái khoảnh khắc mà các anh chị nhân viên đại lý bên mình đang trao tận tay khách hàng những chiếc xe Exciter 155. Mẫu mới có, mẫu cũ có, phiên bản tiêu chuẩn có, bản cao cấp có, bản GB có, đầy đủ hết. Và nhắc lại một lần nữa là tên cửa hàng, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, vị trí Google, tất cả Quang sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn có thể xem ở phía dưới nha. Tại vì mình không muốn chèn bất kỳ một cái hình chữ gì đó nó trên màn hình để gây sự khó chịu cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ vào vì nội dung chính của ngày hôm nay nha. Các bạn có thể nhìn sơ một cái cảnh quan ở cửa hàng mình trước Tết. Năm nay kinh tế hơi khó khăn cho nên là cũng không có trang trí gì nhiều. Rồi, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tới phiên bản có giá thành thấp nhất, dễ mua nhất, dễ tiếp cận khách hàng nhiều nhất, đó là phiên bản tiêu chuẩn nha. Với giá thành hiện tại của cái chiếc màu vàng các bạn đang xem là 48 triệu đồng, giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm trước bạ biển số. Xe này trên giấy tờ nó sẽ ghi là màu vàng xám, bởi vì nó sẽ kết hợp giữa màu vàng bóng với là màu xám nhám, tem của nó sẽ là màu đen. Chiếc này sẽ là phanh đĩa heo dầu 1 bít, không phải là heo dầu 2 bít tông, cũng không phải là có ABS gì hết. Nó là cái thứ mà gọi là đơn giản nhất, bởi vì giá thành nó sẽ nhẹ nhất. Cái ốp ở giữa này là các bạn thấy nó là màu vàng xám, xám nhám nè, đúng không? Đó, cho nên là giấy tờ nó sẽ ghi là màu vàng xám nha. Còn vàng của nó là vàng bóng, khá là bắt mắt á. Và cũng rất là bắt cái cam luôn, đúng không? Dơ lên là sẽ ăn trọn điểm liền luôn. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phiên bản thứ hai. Sẽ có một phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ tươi nữa mọi người. Đỏ tươi giống như thế này. Mà bên mình mới đem qua kho giấu rồi, đâu mất tiêu rồi, mình kiếm không thấy bên này à. Đây có một chiếc đỏ tươi như thế này, cũng phiên bản tiêu chuẩn luôn á. Thì nó cũng là 48 triệu luôn. Còn cái màu đỏ các bạn đang xem này là của phiên bản cao cấp mà đời cũ, mẫu cũ chứ không phải đời cũ, nó cũng 155 mà mẫu cũ. Thì cái con này cũng khá là rẻ ha, tầm khoảng 46, 47 triệu à. Nó khóa thông minh luôn á. Rồi, chúng ta quay mẫu mới thôi. Và màu sắc thứ ba của phiên bản tiêu chuẩn sẽ là màu đen bóng. Đen này giấy tờ nó sẽ ghi là màu đen xám á. Nó sẽ phối với lại màu xám và sẽ có tem màu đỏ. Thường giấy tờ nó sẽ ghi cái màu dạng áo rồi chứ nó không ghi màu tem. Và đây là một trong những màu mà khá là ít hàng về, nhưng mà vẫn là đủ số lượng trong dịp Tết này. Đó, cái ốp sau của nó sẽ là màu xám, tem màu đen. Nó ngược lại. Và tiêu chuẩn là nó sử dụng khóa cơ, phanh dầu 1 bít và nó sẽ không có cổng sạc điện thoại. Đó là phiên bản tiêu chuẩn, để các bạn nhận biết. Chúng ta sẽ chuyển sang phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp. Màu các bạn đang xem trên video là màu đỏ đô, đỏ đậm hơn, đậm hơn so với màu đỏ phiên bản tiêu chuẩn á. Con này sẽ có giá là 51 triệu đồng. Phiên bản cao cấp này là phiên bản cao cấp không ABS nha, sẽ có một phiên bản cao cấp có ABS nữa. Và cao cấp thì nó sẽ đi kèm với khóa thông minh Smart Key, phanh đĩa 2 bít và sẽ có sạc điện thoại. Và lưu ý một điều nữa là chỉ có phiên bản cao cấp không ABS nó mới có cái tem RC nổi thôi. Đó là một cái tem đặc trưng thôi, chứ nó cũng không khẳng định là nó một cái tính năng gì riêng biệt. Và màu đỏ này là màu số lượng về ít nhất trong bảng màu của Yamaha, chung với Monster là màu này về rất là ít luôn. Và cái mão của nó phía trên sẽ là màu đen, đen bóng ha, nó pha giữa đỏ với lại đen. Rồi, màu sắc thứ hai của phiên bản cao cấp không ABS đó là màu đen nâu, một trong những màu sắc mà lúc ra mắt rất là được nhiều người ưa chuộng, rất là được nhiều bạn tìm kiếm luôn. Nó pha giữa màu đen bóng và màu nâu, một cái màu rất là cơ bản luôn. Nhưng mà khi mà lên một chiếc xe, mình không nghĩ là nó phối hợp với nhau đẹp như vậy, ăn ý như vậy.
màu giống màu cà phê vậy. Con này cũng 51 triệu đồng luôn, giá đã VAT rồi, chưa bao gồm trước bạ biển số. Hiện tại bên mình đang bán chiếc xe này bằng với giá đề xuất của hãng luôn. Còn chương trình khuyến mãi thì hãng đưa ra chương trình gì thì chúng ta tham gia chương trình đó ha. Exciter 155 á, là mẫu xe đầu tiên và mẫu xe duy nhất ở thời điểm hiện tại mà có cái đèn pha với đèn cross nó cách nhau. Ở trên sẽ là đèn chiếu gần, ở dưới sẽ là đèn chiếu xa. Và các bạn chỉ có thể bật được một trong hai bóng nếu như chúng ta không độ chế vậy chân nha. Phiên bản gốc của nó vậy, đèn demi nó sẽ chung với đèn pha luôn đó. Và đèn xi nhan nó sẽ nằm ở phía dưới nữa đó. Các bạn có thể thấy là phần đĩa của nó heo dầu hai vít nè. Các bạn yên tâm một điều là xem video của Quang á thì các bạn sẽ được xem tất cả các phiên bản và tất cả các màu của các phiên bản. Còn màu nào thiếu thì mình cũng sẽ lấy một chiếc tượng trưng giống như mà đỡ bóng lúc nãy. Nên cứ yên tâm là sẽ không thiếu màu nào của các bạn đâu nha. Cái màu nào thiếu mình sẽ nói cho các bạn trước biết trước. Rồi video này thì đủ á. Màu sắc thứ 3 của phiên bản cao cấp không ABS cũng là màu sắc cuối cùng của phiên bản này, đó là màu xanh ngọc. Trên video thì các bạn có thể thấy nó là màu xanh dương, nhưng mà ra ngoài á, thì các bạn sẽ thấy một phần nó pha với xanh lá nữa. Tem của xe này sẽ là màu trắng bạc như thế nè, cái viền viền của nó màu bạc nè. Và nó tất nhiên là cũng chỉ có chữ RC rồi. Nó sẽ có viền mâm đó nha mọi người. Những chiếc nào mà không có màu mâm thì thường nó sẽ có viền mâm. Bản này sẽ nặng 121kg, 155 phân khối. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng giống như phiên bản tiêu chuẩn là 1,91 lít trên 100 cây. Các bạn lưu ý nhớ điều này, tại vì phiên bản có ABS nó sẽ khác chút xíu. Tính cả 1 lít xăng chúng ta sẽ đi trung bình tầm khoảng cỡ 50-55 cây nha. Tùy theo người chạy và tùy theo các bạn đi đường như thế nào nữa. Và mình thấy cái mức tiêu hao nhiên liệu công bố lần này nó lại thấp hơn so với Exciter 155 mẫu trước. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phiên bản thứ 3, đó là phiên bản cao cấp có ABS. Màu sắc đầu tiên sẽ là màu xám nhám. Các bạn lưu ý một điều là mình sẽ có một cái chia sẻ rất thật lòng về màu sắc này, là màu sắc này rất là dễ dơ nha. Chúng ta cần bảo quản kỹ hoặc là chúng ta đi dán keo sau khi mua. Màu sắc này rất là dễ dơ đó. Tem của nó sẽ là màu xanh lá cây, và cái dàn áo thì nó phối giữa màu xám nhám và màu xanh nhám. Trên giấy tờ sẽ ghi là xám xanh, và giá hiện tại của chiếc này là 54 triệu đồng, cũng đã bao gồm VAT rồi, chưa bao gồm trước bạ biển số. Tùy theo hộ khẩu các bạn ở đâu mà sẽ có mức phí riêng đó. Và phiên bản này sẽ được trang bị hệ thống chống bối cứng phanh ABS ở cái phanh trước, heo dầu cũng 2 bit thôi, và cái đường kính của cái đĩa nó sẽ lớn hơn so với cái màu không có cái tính năng ABS. Màu thứ hai về hàng rất là nhiều nhưng mà hiện tại không có hàng ngộ vậy đó, là màu đen mông vàng. Con đen này thì có cái chỗ dàn áo nó là màu bóng, cũng có chỗ dàn áo nó là màu nhám. Tem của nó màu vàng đồng, màu mâm là màu vàng đồng. Mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản có ABS thì nó sẽ hao hơn chút xíu, là 1,99 lít trên 100 cây. Còn cân nặng của nó là nặng nhất luôn, là 123kg. Con này giấy tờ mình nhớ là nó chỉ ghi màu đen thôi, cái cản của nó màu vàng khá là nổi bật ha. Giá thành hiện tại của chiếc màu đen này cũng là 54 triệu đồng luôn. Ví dụ như các bạn ở Châu Thành, Hậu Giang mà các bạn tự đi làm biển số thì tầm khoảng có 1,2-2,3 triệu, khoảng đó, nhiều khi thấp hơn nữa. Còn ở Cần Thơ thì nó sẽ tầm khoảng 3 triệu ngoài, 3,5 triệu, 3,6-3,7 triệu, cũng tùy dòng xe, tùy phiên bản mấy bạn mua. Cho nên là mỗi nơi nó sẽ mỗi khác. Thị xã thì tầm khoảng 1,9-2 triệu. Chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được. Các bạn mua xe chính hãng bên mình thì yên tâm phần đó. Xe khóa thông minh thì chúng ta sẽ sử dụng một cái remote, con cái remote thôi, và cái miếng da đỏ nhớ giữ kỹ nha, sau này có thể sử dụng. Bình xăng thì khá là lớn, 5,4-5,5 lít, và cái bình ắc quy của xe cũng nằm ở dưới cốp xe đó. Và nếu bạn hỏi mình là phiên bản cao cấp này á, nó có khác gì so với phiên bản cao cấp lúc nãy không, ví dụ đỏ đô, ví dụ đen nâu, thì nó chỉ khác là nó có thêm cái phanh ABS thôi. Còn ngoài ra là nó không khác gì nhiều. Một chút nữa là trên mặt đồng hồ của nó sẽ có hai cái đèn xi nhan chĩa ra hai bên, thì chúng ta biết đang xi nhan trái hay phải, mà mấy phiên bản khác không biết, bản ABS nó mới có thôi. Rồi chiếc này là màu xanh ngọc luôn á mọi người. Tem của nó sẽ là màu xanh nhám pha với màu trắng. Lúc nãy chiếc kia là tem của nó màu trắng bạc, trắng với bạc. Còn con này là pha giữa trắng với xanh nhám, cũng là phiên bản cao cấp có ABS luôn. Tem của nó màu trắng là chủ đạo thôi. Cái cản xe của nó cũng là màu trắng, cốp ở giữa sẽ là màu xanh nhám, chữ Exciter cũng là màu trắng. Ở ra ngoài các bạn sẽ thấy màu nó sắc nó đậm hơn so với video, chỉ có màu này mình không quay được đúng màu thôi, mà mình cũng làm biến ngồi chỉnh lắm, cứ cam làm sao thì mình đăng lên như vậy. Ở ngoài các bạn sẽ thấy nó pha giữa xanh dương với xanh lá và nó đậm hơn. Màu này là các bạn phải đi ra ngoài các bạn coi thực tế, không coi qua video được, nó không chính xác. Chịu thôi chứ biết sao giờ, nếu mà chỉnh màu thì mấy cái màu kia nó bị không chính xác. Thôi thà hy sinh một con để lấy 5-6 con còn lại. Rồi ở đây sẽ có một cái công tắc phụ. Công tắc đèn bây giờ nó bị thay thế bởi công tắc đèn hazard rồi, không tắt được đèn nữa. Hai cái chìa khóa đó dùng để mở cốp yên dự phòng. Bên này sẽ là đèn passing. Và cái kẹt kèn xe này lớn lắm nha.
mặt đồng hồ là mặt đồng hồ điện tử luôn. Nói chung là mình thích cái cụm công tắc của Exeter bởi vì nó đầy đủ. Còn bạn nào muốn chế lại công tắc đèn thì mình nghĩ chắc cũng chế được, từ cái công tắc đèn hazard chắc cũng chế được. Rồi, màu sắc thứ này là thứ mấy rồi ta? Thứ tư luôn rồi. Thứ tư của phiên bản cao cấp có ABS đó là màu trắng mâm màu vàng đồng. Và đây là màu trắng duy nhất trong tất cả các phiên bản của Exeter 155 mới hiện tại. Màu đồng của nó đậm hơn so với cái con đen mâm vàng nha. Con trắng mâm vàng là cái màu mâm, màu tem của nó sẽ là màu vàng đồng, mà màu đồng đậm hơn, đậm chất hơn. Thì chiếc này cũng có giá là 54 triệu đồng luôn. Và bên mình sẽ có chương trình hỗ trợ trả góp. Các bạn có thể trả trước là từ 20% tới 70% giá trị xe. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân có chip. Nhớ là từ 18 tuổi trở lên chúng ta mới mua trả góp. Đủ 18 tuổi nha, thiếu một tháng cũng không mua góp được. Nên các bạn lưu ý, một ngày cũng không được luôn. Rồi cái bánh sau của nó sẽ có cái bộ nồi chống trượt, có chống trượt bánh sau. Cho nên là có thêm cái ABS ở phanh trước nữa thì giống như là xe này có hai ABS luôn rồi. Cái bánh khá là bự và cái dè cũng khá là xa, cái dè nó cũng hơi nhỏ. Cho nên là mình nghĩ sình, xe thể thao mà sình nó cũng văng đầy đầu thôi. Chúng ta có thể gắn chắn bụng con, tùy sở thích mọi người. Mẫu 155 mới lần này mình thấy đổi cái mặt nạ và đổi cái mão là những chiếc xe nó sắc sảo, nó thể thao hơn nha. Rồi đến đây thì video mình chưa dừng lại đâu mọi người. Nãy giờ có đủ màu đâu mà dừng. Còn mấy màu đặc trưng của nhà Yamaha đâu. Ngoài sân này nó đang về nè. Đang nhận xe, mới nhận xe luôn nè. Một lô luôn nè. Nhưng mà có thể là Monster sẽ hết hàng sớm nha. Phải đợi qua Tết nên mới về nữa đó. Monster đang bị đứt hàng đó mọi người. Con này là màu đen bóng. Tem của nó màu xanh lá cây và màu xanh dương. Và cái đây là cái màu tem đặc trưng của nhà Yamaha, thường phối trên mấy cái dòng mô tô phân khối nhỏ và mô tô phân khối lớn đều có hết. Và kể cả những dòng xe tay ga thể thao như MVX cũng được có sở hữu cái màu sắc này luôn. Màu sắc đặc trưng. Hiện tại giá thành của chiếc này là 55 triệu đồng. Và không thể bỏ qua màu sắc dễ mua nhất, dễ bán nhất và không bị lỗi thời, đó là xanh Ghibi, màu sắc đặc trưng của nhà Yamaha. Bánh mâm nó màu xanh luôn. Và lần này thì Yamaha vẫn phối giữa xanh bóng và xanh nhám, nhưng mà mình thấy xanh bóng nhiều hơn. Và mình thấy bản phối màu lần này đẹp hơn. Tất nhiên hai phiên bản này là hai phiên bản đầy đủ tính năng. Và con này cũng sẽ có giá là 55 triệu đồng luôn. Bên mình cũng có chương trình thu xe cũ đổi xe mới nữa. Các bạn xe nào ở nhà không sử dụng nữa, cứ bán, muốn bán cứ đem lại đại lý bên mình, sẽ có nhân viên kiểm tra xe, báo giá cho các bạn, và chúng ta có thể đổi sang dùng xe mới. Mua trả góp cũng được, quẹt thẻ cũng được, trả tiền mặt cũng được, chuyển khoản cũng được. Các bạn, mình là Yamaha Sài Gòn 1 nha. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.